Hai tỉnh Đồng Nai và Bà Rịa Vũng Tàu ghi nhận thêm 477 người mắc Covid-19. Sáng mùng 3 tháng 8, hai tỉnh Đồng Nai và Bà Rịa Vũng Tàu ghi nhận tổng cộng 477 người mắc Covid-19 đang chờ Bộ Y tế cấp mã số bệnh nhân. Sáng mùng 3 tháng 8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai CDC cho biết tỉnh vừa ghi nhận thêm 431 người mắc Covid-19 mới, gồm 69 ca ghi nhận qua sàng lọc và 362 ca trong khu cách ly phong tỏa. Thành phố Biên Hòa ghi nhận 285 ca, huyện Nhân Trạch 51 ca, huyện Vĩnh Cửu 36 ca, huyện Trảng Bom 34 ca, huyện Thống Nhất 10 ca. Số ca còn lại ghi nhận giải rác ở các huyện như Long Thành, Xuân Lộc, thành phố Long Khánh. Theo thống kê của CDC Đồng Nai, đến nay tỉnh ghi nhận tổng cộng 5.499 người mắc COVID-19, trong đó thành phố Biên Hòa nhiều nhất với 2.634 ca, huyện Nhân Trạch 924 ca, huyện Vĩnh Cửu 830 ca, huyện Tràng Bom 314 ca, huyện Thống Nhất 203 ca. Tính tới nay, tỉnh Đồng Nai ghi nhận tổng cộng 29 bệnh nhân COVID tử vong. Cùng ngày, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu CDC cho biết, địa phương ghi nhận thêm 46 người mắc COVID-19, chủ yếu trong khu cách ly và phong tỏa. Trong đó, thành phố Vũng Tàu 33 ca, thị xã Phú Mỹ 5 ca, thành phố Bà Rịa 2K, huyện Long Điền 2K, huyện Đất Đỏ 2K và huyện Xuyên Mộc 1K. Thống kê của CDC Bà Rịa Vũng Tàu tính đến sáng mùng 3 tháng 8, địa phương ghi nhận tổng cộng 1.551 người mắc COVID-19 trong cộng đồng và trong khu cách ly tập trung. Toàn Tỉnh đang cách ly tập trung 2904 người.